cho một chân chạy bàn thôi chứ thấy làm thầy hay bộ không ổn rồi. Anh ơi, ở đây nó cần tuyển nhân viên nữ không ạ? Quản lý nữ không hả? Mấy cho em xin chân quản lý nữ đi. Nhưng mà lùn quá được không anh? Xin chào cả nhà. Chào cả nhà đã đến với kênh của Như Nguyễn Cà Mau. Cả nhà ơi, hiện tại thì Như với lại bạn gia đình bạn Lan và gia đình của Khả Vi sẽ đi ăn sáng, rồi sau đó là để từ giã hai bạn để đưa gia đình Lan về lại Trung Quốc. Thì giờ Như mời cả nhà cùng đi theo chân Như để mình đi ăn sáng nha. Thì mình đi ăn sáng thì sẽ đi vòng vòng vậy thôi chứ không có đi xa. Đi, mình đi. Quán này đi cho gần. Vô đây ăn đi cho gần. Ở chỗ đi. Xuôi lên, lại xem. Em đâu đem theo được. Quên rồi. Rồi em ngồi đi. Em ngồi phía bên đây lo cho con. Ừ. Dạ đúng rồi cô. Dạ con cảm ơn cô. Con cảm ơn cô nhiều lắm. Bị về Trung Quốc hả? Dạ. Dạ con cảm ơn cô. Được chưa? Bây giờ cũng tới quán này, cả nhà sẽ gọi món nha. Đặt ở chỗ Như thì đặt chỗ khách sạn Như ở thì có cái quán bò né ba nem, cho nên mình tạm thời ghé Như đây luôn, khỏi phải đi xa. Ở đây thì mình thấy có món có hàu né phô mai nè, rồi bò né đặc biệt, rồi bít tết chín ba tê, bít tết sốt ba tê. Em ăn cái gì? Gọi món đi. Rô chín à? Toàn là bèo bò không hả? Không phải là ăn gì nhỉ? Như ăn con bán này lần đầu em bò hàu né phô mai. Bò nè. Mình ăn cả hai luôn, và thêm bữa phô mai nữa. Nó không có béo gì nhiều đâu. Ăn xong mình né là vừa. Vừa ăn vừa né hả? Vừa ăn vừa né nha. Cái đồ này mà ngay rồi, ngay rồi đúng không? Ăn. Ăn đó. Vậy hả? Chứ còn cái gì nữa? Để chưa chấm à? Đi ăn gì? Rau rô, chi đại. Rau chiên, xào xào, xuyên chuyển. Nếu ra mình gọi món nha. Anh chọn chưa? Anh chọn món nào chưa? Anh chọn bò nếp. Cho bác gì ăn? Cho anh một phần bò hàu nếp phô mai nha. Là một phần. Một phần với lại bạn này một phần nè. Lấy phần này nữa. Rồi. Anh bảo xin chào. Gọi chưa? Anh kêu rồi. Ba bò nếp làm việc ở đâu vậy mà? Cả nhà ơi, hiện giờ là Như xin được anh quản lý để vô đây quay lúc mà mấy anh đang chế biến bò nha. Bò né. Thật sự mà nói có ai quay cảnh hậu trường không chứ lùn quá, không có đứng cao được, phải bắt ghế đứng. Giờ mình gọi món xong rồi, bây giờ mình quay mấy anh chế biến nè cả nhà ơi. Anh chế biến món ăn ở đây thì Như thấy nhìn sơ qua thì thấy bò với lại hàu cũng rất là tươi, nhưng mà để mình ăn thì mình mới biết được cái hương vị nó như thế nào nha. Hiện tại thì mình vào bếp khám phá. Như cũng có xin anh quản lý ở đây rồi á, thì anh có cho mình quay lại những lúc mà đang làm như vậy nè, nhìn hấp dẫn lắm luôn á, nhìn làm điêu luyện lắm nha. Anh ở đây làm được bao lâu rồi ạ? Dạ 6 tháng. 6 tháng hả? 6 tháng mà điêu luyện quá nha. Ở đây mình có cần tuyển thêm người không? Có hả? Cho em xin một chân nha. Bạn có định làm luôn không Phi?
khó luôn, quá thế là điêu luyện lắm luôn kìa. Mình làm này chắc ổn không? Cho một chân chạy bàn thôi chứ thấy làm này không ổn rồi. Anh ơi, ở đây nó cần tuyển nhân viên nữ không ạ? Quản lý nữ không? Mấy cho em xin chân quản lý nữ đi. Nhưng mà lùn quá được không anh? Cho em một chân nữa nha anh nha. À có nghĩa là chuẩn bị khai trương nữa nha mọi người. Muốn tuyển nhân viên nữa chắc mai mốt mình để bạn Như ra đây làm nhân viên thôi nha. À, hiện tại là Như thấy anh quản lý rất là dễ thương luôn. À, cho nên là anh Như xin cái địa chỉ để cho cả nhà mà có ai đến ăn ở đây á thì ghé ngay quán của anh nha. Anh cho xin cái địa chỉ đi. À, xin chào các bạn, đây là chi nhánh thứ hai của hệ thống bò né ba anh em tại 508 An Dương Vương, phường 10, quận 6. Các bạn có thể lên Google gõ bò né ba anh em hoặc là Facebook bò né ba anh em cũng như TikTok bò né ba anh em là ra hệ thống của chúng tôi. À, dạ. Hệ thống có trên TikTok luôn nha. Dạ, dạ. Anh cho cả số điện thoại luôn luôn. Dạ, số điện thoại ở 508 An Dương Vương là 090-448-1166. Rất cảm ơn các anh em. Em cảm ơn anh nha. Khi nào có tiễn người cho em hay nha. Rồi, mời bạn đến làm quản lý luôn giúp chúng tôi. Phần của Như đã ra hào, bò, xúc xích, xích, phô mai. Bây giờ mình ăn nha. Em ăn tương ớt, tương cà được. Đúng không? Đây là tương ớt rồi, tương cà ớt rồi. Em muốn ăn nước tương, em có thể cho nước tương vô. À, mình thích cái gì mình cho nấy thôi. Đâu có bắt buộc đâu. Sao? Nó ăn được. Được hả? Em sẽ cho một miếng nước tương lên đây. Dành vậy? Em ăn nước tương không? Không. Ăn với bánh mì. À, bây giờ để mời cả nhà cùng ăn với lại đại gia đình nha. Đi Trang chưa cơ? Bây giờ mình sẽ ăn được miếng bò không hay như thế nào? Trang ăn cái gì không nha? Lúc mà Như vô bếp á, Như thấy chế biến, chị vô bếp á, chị thấy chế biến á, thì mấy anh chế biến á là thấy cái miếng bò nó rất là tươi, nhưng mà để mình ăn mới biết được là cái hương vị nó như thế nào. Mời cả nhà. Vợ chồng em rồi. Em bẩn xin rồi. Không biết là có ăn được hay không. Anh nhét hết đồ ăn vô bánh mì luôn. Cái miếng bò á, nó ăn vô trong miệng á là nó ngọt nha. Nó ngọt mà nó thơm gia vị dữ lắm luôn. Thơm ngon. Bò đây phải nói là ngon nha. Tại vì tôi quay rồi. Ngon. À quên nữa, mình phải ăn một miếng hào chứ. Ngon. Ngon không anh? Ngon. Ngon hả? Anh bảo xin là ngon. Ngon. Ngon lắm luôn á. Ngon cả nhà ơi.
phần ăn luôn này chị. Dạ hả? Món này ngon lắm nha cả nhà. Xíu nữa là phần này là mình kêu hai người ăn thôi nên mình rất là nhiều luôn. Xíu nữa là bạn Thảo, bạn Như Nguyễn với lại chị Vương Lan ăn ké hả? Ăn đây rồi qua mới ăn ké tiếp. Ăn và như thật luôn, phần hai hai người ăn rất là nhiều. Cái này nhiều lắm luôn á. Nhiều. Cái này tại vì ăn nóng cũng ngon. Nóng mà bỏ gió luôn. Cái này ăn kiểu dạng như gia đình đó. Ok. Ngon luôn. Ngon. Chưa quán ra, chưa có chân hầu chưa. Chưa chưa. Tiểu Huệ không có chịu ăn, sáng ra Tiểu Huệ ăn nguyên cái đùi gà luôn. Vậy hả? Cái đùi gà hôm qua mua còn đó, sáng ra Tiểu Huệ ăn hết trơn. Hèn chi Tiểu Huệ giờ không chịu ăn. Món của chị ăn nó ngon không chị Lan? Ngon. Ngon hả? Béo ngon lắm luôn á. Con mà đi với ảnh á là ảnh lo cho nó hết. Để em vừa thử ăn cái kiểu của anh Bảo Sinh. Ăn theo kiểu của Bảo Sinh nha, ăn theo kiểu anh Bảo Sinh là kiểu ăn theo kiểu Trung Quốc. Dòng hết. Dòng hết vô. Đó. Bà Tê. Ăn theo kiểu của chồng của bạn Vương Lan như thế nào nha. Trứng. Dạ, thôi đã. Với lại xúc xích. Với cái gì mấy đứa? Tương ớt. Tương cà. Không ăn sai sai. Không ăn rau rau mùi. Miếng rau nữa đi. Miếng rau nữa cho đặt ngán. Giờ như ăn nha. Ăn giống anh Bảo Sinh hả? Ăn giống anh Bảo Sinh. Chứ là chắc mình cũng mất chết quá mọi người ơi. Đấy, ra đây con đi. Ngon mà. Ăn vậy thôi ok á. Nhiều cái nó trộn lẫn vô nhau mà nó béo cực kỳ luôn. Ngon. Ngon. Cảm ơn ngon. Hãy chưa có chưa này đâu con. Cảm ơn ngon. À chị chưa đâu ha. Anh nói là anh ăn có nửa cái này thôi, còn bây giờ anh sẽ ăn hết cái thịt đó. Cái này con cắt nước sốt này, con ăn cái này nè. Cái này con cắt nước sốt này. Anh lo cho béo Huệ lắm luôn á. Chị thấy chiếc nhẫn rồi, chị định hỏi mà thấy hỏi kỳ quá. Hồi tối đăng Facebook. Dữ dằn luôn nha, hung tay luôn nha. Như quên nói cả nhà. Hả? Ê, giữ cái tay lên. Vậy. Anh Bảo Sinh. Bảo Sinh ơi, anh Bảo Sinh. Mới cưới, mới cầu hôn phải không? Ở đâu, ở đâu, ở đâu? Ở đâu anh thì chơi nã liên mại. Ở đâu có? Chơi đâu? Chơi cho bia, mua ở bên này á. À, anh mua bên này. Là mới tặng hồi tối luôn á cả nhà. Trời ơi, tặng hồi tối luôn hả chị? Ừ, tặng hồi tay nữa. Tại vì anh thấy mình á mượn chiếc nhẫn của chị Loan đeo á, anh nhìn thấy anh á chắc là mình thích tâm lý á. Anh Loan xin rất là tâm lý luôn á bà nhà ơi. Anh dục tâm lớp á. Bỏ cái này vô. Cái này là cái gì đây? Như, có chua không? Sốt ngon lắm luôn á. Ngon hả? Ngon lắm. Múc cho chị. Đây chén ở dưới nè. Bạn là múc cho Vương Lan miếng rồi. Thôi ăn luôn. Ăn nghe đủ rồi. Ngắn rồi. Hào ở đây là hào sữa. Múc trời ơi. Sốt nó ngon, đậm đà lắm nha cả nhà. Nó đậm đà cỡ ai? Ăn thử mới biết nha. Đậm đà cỡ Thảo Vi không? Ăn thử mới biết nha chị nha.
ăn con mực đi nè. Là con mực. Ăn bò được xong mình nát đi cả nhà. Thật sự mà ăn cái bánh mì á, dồn như vậy như thấy còn ngon hơn là chấm á. Dồn ngon lắm luôn á. Ăn theo kiểu như ôi chứ nhiều dữ vậy. Vừa thôi, như có thằng rồi. Nhiều lắm luôn á, nhiều nè. Quá trời nhiều luôn. Trời ơi. Bữa nay sung sướng cuộc đời dữ vậy trời. Em chưa chào vậy, em chưa có chuẩn bị. Vậy thấy con mực có vẻ tươi. Tươi luôn á. Thơm mùi của mai. Thơm cái mùi của mai. Cứ mình ăn vô thấy con mực nó giòn hả? Giòn. Giòn quá. Ừ. Giòn dai là cái chỗ con mực tươi á. Giờ mình ăn thôi cả nhà ơi. Ngon không chị? Chị chứ. Chị vô mời cả nhà ăn. Chị vô mời cả nhà ăn. Chị vô mời cả nhà ăn. Mời cả nhà ăn. Mời ông bà cô chú ăn bò. Mời ông bà cô chú ăn bò. Ăn bò. Ăn bò. Như ăn thử cái chén của bạn Thảo Vy tặng tặng cho hai chị em. Ngon mà, ăn thử đi. Ngon cũng được. Thơm nha. Cái phần này xuất sắc luôn á. Con mực. Con mực này á, em biết con mực này là con mực gì không? Con mực gì? Con mực này á là con mực nang. Nang. Ở với chị cái bằng mực nang mà không biết bên em có con này không? Có. Có chứ là con gì? Nhưng mà đông đá cho ăn ngon. Hả? Rồi con cũng kêu mực nang luôn không? Nó cũng kêu con mực trong đó nó nang. Bên đây là mực nang rồi mực ống nữa, khác nhau. Bà nó kêu qua là cho chị trai cậu. Thì bạn nó cho qua thì cánh đa trái xào. Thì nó mang nó xào ra bu tư liệu định. Em thấy mực ở đây thì ăn vô nó giòn, nó dai và nó rất là tươi. Em ăn từ mực cho tới bò. Em cảm thấy là cái món ở đây là đặc biệt nha. Nếu mà cho chấm điểm thì em sẽ chấm 10. Rất là ngon luôn. Ăn nó hợp khẩu vị nữa. Em thì ở dưới Cà Mau lên. Thường thường em đi những tỉnh khác thì ăn những cái món khác nó sẽ cái khẩu vị ăn nó khác nhau á, nó không vừa miệng á, nhưng mà lên đây ăn rất là ngon luôn. Ở đây ai cũng khen hết. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Em thấy ngon. Dạ. Vừa ăn. Vừa ăn vô cùng luôn á, bò thì đặc biệt rất là tươi. Tươi lắm. Dạ. À. Ở đây như thấy là có 3 chi nhánh nha, chi nhánh 1, chi nhánh 2 và chi nhánh 3. Bò né, bò bít tết, 3 anh em. À anh cho em hỏi lý do gì sao mà lại có tên 3 anh em ạ? Ba anh em là bắt đầu từ có 3 anh em thôi. 3 anh em trong nhà nghĩ ra cái món này. À mỗi người một cái ý tưởng khác nhau thì tập trung lại và đặt cái tên là bò né ba anh em thành từ đó. À có nghĩa là bò né ba anh em thì ba anh em là cùng là suy nghĩ và cùng lập ra một cái quán như thế này. Thì như thấy có chi nhánh 1 là 32 Tân Quý, phường Tân Quý, Tân Quý. Rồi ở đây là chi nhánh 2 là 508 An Dương Vương, phường 10, quận 6. Và chi nhánh 3 là 389A Nguyễn Thị Định, Cát Lái, thành phố Thủ Đức. Thì cả nhà mình có đến những địa chỉ này thì đến để trải nghiệm nha. Thì như thấy ở đây thì rất là ngon và chủ quán và anh quản lý và cả nhân viên rất là nhiệt tình và dễ thương luôn á.
Em cảm ơn ạ. Sắp tới ở bên chỗ 262 lên lửa nữa là chương trình lửa khai trương của chương trình vừa. Dạ. Dạ, rồi em cảm ơn anh nha. Dạ. Kênh YouTube của các bạn là gì nhỉ? À, kênh của bạn là Vương Lan Cuộc Sống Trung Quốc, còn của em là Như Nguyễn Cà Mau, còn bạn này là Thảo Vi Vlog. Dạ. Dạ em cảm ơn. À, cả nhà ơi, hiện tại thì xe cũng đến đón bạn Vương Lan rồi, nên tụi mình xin ngưng video tại đây nha. Như cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành theo dõi Như trong những thời gian vừa qua. Thì cả nhà có yêu quý kênh của bạn Vương Lan Cuộc Sống Trung Quốc và Như với lại Thảo Vi Vlog thì bấm cho Như xin một nút like, share và đăng ký kênh ủng hộ Như nha. Cảm ơn cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Đây nè, đây thơm của Như miếng nè. Bye bye con. Năm sau về nha, năm sau gặp. Năm sau gặp. Tôi sẽ lại đây nha. Bye bye.